Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của mình nha. Trước hết là chúc tất cả mọi người một ngày an lành và mạnh khỏe. Thì trong mấy ngày vừa qua, có một cái tin mà nó chấn động nước Mỹ cũng như là bên ngoài nước Mỹ luôn. Đó là cái chuyện Tổng thống Trump và phu nhân bị dương tính với Covid-19. Và vào ngày thứ 6 thì Tổng thống Trump đã nhập viện và lưu lại đêm thứ 6, đêm thứ 7, đêm Chủ nhật và chiều ngày hôm qua là thứ 2. Thì bác sĩ đã cho Tổng thống Trump xuất viện. Thì sau đây nhưng mà cái tin này nó cũng làm chấn động cả nước Mỹ và bên ngoài thế giới luôn. Tức là xuất viện cũng chấn động mà nhập viện cũng chấn động. Thì sau đây tôi này xin chia sẻ với các bạn cái cảnh quay trực tiếp tại bệnh viện lúc Tổng thống bước chân ra khỏi cửa, leo lên xe, chạy tới trực thăng cũng như là từ trực thăng bay về tòa Bạch Ốc như thế nào. Mời các bạn theo dõi cái chi tiết nha, và một cái đoạn video ngắn về cái cảnh Tổng thống xuất viện. Chiều ngày thứ hai khoảng 6 giờ 39 phút chiều giờ Washington DC thì Tổng thống đã được xuất viện và đi ra khỏi bệnh viện, đi vào một cái chiếc xe SUV mà dành riêng cho Tổng thống đó các bạn. Chiếc xe đó là chiếc xe coi như là giống như là thiết giáp chống đạn vậy đó. Rồi chạy khoảng một cái đoạn đường khoảng 800 feet, tức là nó cũng không bao xa các bạn, tại vì trực thăng thì người ta phải có cái nơi đậu, không phải trực thăng muốn đậu chỗ nào là đậu, cho nên trực thăng đậu một nơi. Rồi Tổng thống đi ra cửa, leo lên xe, chạy tới chỗ trực thăng khoảng 800 feet, sau đó thì bắt đầu mới lên trực thăng và bay khoảng 1-2 phút gì đó là đã tới tòa Bạch Ốc. Thì từ cái bệnh viện mà tới tòa Bạch Ốc thì khoảng 10 mile rồi các bạn, cho nên trực thăng nó bay khoảng 1-2 phút thôi. Thì hiện tại bây giờ theo cái giới chức của tòa Bạch Ốc á, thì cho biết như thế này, họ đã chuẩn bị một cái văn phòng làm việc tạm thời cho Tổng thống ở dưới cái tầng hầm của cái tòa Bạch Ốc, gần cái khu vực mà nó gọi là khu y tế đó các bạn. Tức là trong đó nó có những cái dụng cụ về y tế, về bác sĩ, cũng như là bác sĩ riêng, văn phòng của bác sĩ riêng của Tổng thống cũng ở gần ngay chỗ đó. Thông thường thì cái văn phòng làm việc bình thường của Tổng thống thì nó ở tầng 3 ở trong cái tòa Bạch Ốc đó các bạn, gần với cái khu cư ngụ cũng như là sinh hoạt của gia đình Tổng thống. Nhưng mà tạm thời bây giờ thì ở dưới tầng 2. Và cái văn phòng mà làm việc tạm thời này cho Tổng thống á, giúp Tổng thống cách ly với các nhân viên của tòa Bạch Ốc làm việc ở cái khu West Wing. Tại vì hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều người, ít nhất là khoảng 13 người thân cận với Tổng thống đã xét nghiệm dương tính với Covid-19, cho nên bây giờ người ta phải đảm bảo an toàn cho những người làm việc xung quanh các bạn nhé. Sau đây thì Tony xin mời các bạn xem một cái đoạn video ngắn cái cảnh mà Tổng thống từ bệnh viện bước chân ra, leo lên xe, chạy tới trực thăng, leo lên trực thăng, bay về tới tòa Bạch Ốc và xuống trực thăng như thế nào. Mời các bạn theo dõi nhé. Hello quý vị và các bạn thân mến, thì đây là cái cảnh mà Tổng thống mới vừa step outside cái cửa của bệnh viện đó các bạn. Bây giờ thì ngài đang tiến về cái chiếc SUV, cái chiếc mà dành riêng cho Tổng thống đi đó các bạn. Thì giờ xung quanh ngài là các mật vụ cũng như là phụ tá cũng như là những người cố vấn các bạn thấy không? Everybody đều phải đeo cái khẩu trang hết, các bạn nhìn kỹ nha. Dạ. Yeah. Đó. Tại vì cái chiếc trực thăng nó đậu cách cái khu vực này khoảng 800 feet các bạn. Đây, thì bây giờ sau khi chạy khoảng 800 feet thì bây giờ tới ngay chỗ chiếc trực thăng đậu rồi. Bây giờ thì Tổng thống Trump ra khỏi xe để tiến về chiếc trực thăng. Và đang leo lên chiếc trực thăng để bay về tòa Bạch Ốc. Chiếc trực thăng đã nổ máy và chuẩn bị cất cánh. Rồi. Thì các bạn nhìn nè, bay khoảng 1-2 phút thôi tới tòa Bạch Ốc rồi, tại vì nó rất là gần. Có cách nhau có 10 mile rồi. Đi bộ thì chắc là vài phút rồi, bay thì chắc 1-2 phút thôi. Đây. Giờ chuẩn bị lên xuống nè các bạn, mới vừa cất cánh lên, giờ chuẩn bị lên xuống đi. Chuẩn bị đáp xuống rồi nè. Đó, thấy không? Vừa lên cái xuống liền nè các bạn.
Tôi thì đang nói trực thăng vừa lên rồi xuống nha các bạn nha. Dạ chứ không phải là cái khác. Dạ. Đây, đang hạ cánh đây các bạn ơi, đang hạ cánh đây. Cuối cùng thì đây cũng là một cái tin mừng cho cả hàng trăm triệu người mà mong đợi Tổng thống Trump được khỏe mạnh cũng như là trở về tòa Bạch Ốc để mà làm cái công việc của mình, lãnh đạo đất nước Mỹ vĩ đại trở lại. Các bạn thấy trên cái nóc nhà của tòa Bạch Ốc không? Rất là nhiều mật vụ đứng nằm, người ống dòm, người túi bụi, các bạn thấy không? Thì tại vì các bạn biết rồi, đây là cái đầu não, coi như là cái trụ sở mà coi như quan trọng nhất của nước Mỹ cũng như là của thế giới đó các bạn. Nó ảnh hưởng rất là nhiều đến thế giới các bạn nhé. Thì trong mấy ngày vừa qua thì khi mà tổng thống mà xét nghiệm dương tính với Covid-19 thì làm cho thị trường chứng khoán nó chao đảo, nó ghê gớm quá các bạn. Nó màu đỏ rực rỡ, nhưng mà bây giờ thì tổng thống khỏe lại, không biết nó có chuyển sang màu xanh hay chưa. Đây, trực thăng đang đáp xuống đây các bạn, đang quay đầu lại cái hướng nào để cho tổng thống dễ đi ra đó các bạn. Chung quanh thì có rất là nhiều phóng viên, người ta đã tụ họp sẵn rồi các bạn nhé. Thì các bạn biết rồi, thường thường mà nơi nào mà những người nổi tiếng thôi là đã có phóng viên rồi, huống chi là tổng thống Mỹ. Bên cạnh phóng viên thì cũng có rất là nhiều mật vụ cũng như là cảnh sát tùm lum người để mà bảo vệ đó các bạn. Chiếc trực thăng này nó cũng ghê gớm lắm đó các bạn nha. Nó giống như là một cái như pháo đài gì đó các bạn, không phải chuyện dẫn chơi đâu, không phải giống những chiếc trực thăng thường đâu các bạn đó. Thì tổng thống nói bye bye với những người lái. Bây giờ tổng thống đang đi xuống đây và tổng thống chào. Thì cái cảnh chào này thì chắc các bạn biết rồi, lúc nào cũng vậy, khi tổng thống bước lên cũng chào mà bước xuống cũng chào. Cái người lính đứng ở dưới đó các bạn thấy không? Đó. Ở đây tổng thống đang tiến về tòa Bạch Ốc. Trở về nhà sau mấy ngày lưu lại tại bệnh viện quân y. Đó. Tổng thống đang chào những cái phóng viên đứng xung quanh. Và sau đây thì tổng thống bước chân lên bước đầu tiên sau vài ngày cách xa tòa Bạch Ốc. Sau đây thì tổng thống sẽ tháo khẩu trang ra. Rồi thì sau vài phút, Tony chia sẻ cái cảnh quay trực tiếp tại bệnh viện của tổng thống Trump bước chân ra, lên xe, lên trực thăng về lại tòa Bạch Ốc sau 3 ngày lưu lại bệnh viện. Thì tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra vài phút thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích thì đừng quên bấm nút share and like ủng hộ tinh thần cho tôi nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều and see you in the next video. Bye bye.